Hi, xin chào tất cả mọi người. Bây giờ thì mình vừa ăn tối seafood. Let's go, come join with me. Đi thôi. Mình sẽ review cho mọi người coi nhé. Tại vì mình vừa mới check in ở quán. Bây giờ mình sẽ vào nhà hàng. Mà thôi mọi người đi, không vào khám phá xem có đồ ăn gì ngon không nhé. Đây mọi người ơi, con cua này mọi người. Ok, thank you. Con cua này là hơn 4.000. 4,200 India. Thank you. Again. Giờ thì mời mọi người cùng ăn tối với mình nhá. Và đầu tiên mình đến nhà hàng này để ăn thử cái xích nhí. Tại vì mình cái món này là món kebab của India. Nhưng mà tất cả các chỗ mình ăn thử rồi, nhưng mà cho ai xem không? Cay kinh khủng, cay chưa có chỗ nào cay bằng cái chỗ này. Đây là món tandoori, cá đấy. Món này thì cay khủng khiếp à. Ui giời ơi. Là mình thử miếng lan garlic and butter. Tức là bơ tỏi ấy. Cái này thì quá ngon mọi người, rất giòn. Món cá này nhìn ngon không? Các bạn mọi người ơi, ngon quá. Giờ mình sẽ thử miếng cá nhé. Món cá thì tuyệt vời. Đây là món cua mọi người ạ. Ui giời. Ui giời. Like. Okay, Indian chopstick. Giờ mình phải dùng bằng tay thôi, không có. Bắt được gram không? Đây là bắp. Nên mẹ đang ngọt. Bắp là spicy. So good. Cái cua thì ngon lắm mọi người. Cua thì ngon nhưng mà cá thì ngon, cua cá thì ngon. Mà tươi đấy nhá. Phép đấy. Good. Cua này mọi người. Can take away from take away and this one. Only this thì bây giờ thì bây giờ mình đã ăn xong rồi mọi người ạ. Đồ ăn ở đây thì rất là ngon. Bây giờ cảm ơn mọi người đã xem video.